Đây là hình ảnh thầy Nguyễn Văn Nhân, điểm trường Ông Bình, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, lội qua bùn đất để đi về giữa điểm trường và nhà. Thầy cho hay mấy nay trên núi mưa nhưng vẫn phải đi lại như vậy. Còn đây là hình ảnh thầy Ngọc ở điểm trường Ông Thái, nơi được xem là một trong những điểm trường xa nhất của huyện miền núi Nam Trà My. Hôm nay trên điểm trường ấy vẫn mưa lạnh và có những người thầy lặng lẽ đi về sớm trưa trên cây cầu trên vinh mà ở dưới là dòng nước xiết khiến nhiều người xem phải giật mình lo lắng. Còn với các thầy cô, nỗi lo của họ là chăm lo cho việc học hành đến bữa trưa cho học trò. Để nhận lại sau những khó khăn vất vả ấy là những nụ cười làm ấm cả mùa đông. Có lẽ đó là món quà lớn nhất của họ trong dịp 20 tháng 11 này.